Ngọc, sao khóc? Chuyện gì vậy? Trời, sao anh xuất hiện như bụt vậy? Nè, anh đọc cái này đi hiểu. Theo yêu cầu của vai diễn thì em phải có ngoại hình của sinh viên, nhưng thực tế quá phũ phàng khi em lại mang ngoại hình của phụ huynh. Hẹn em vai diễn sau. Hey, chấp nhận sự thật thôi em ơi, đâu phải ai cũng được trẻ trung như chị. Chị còn nói như vậy nữa, không phải chị mới cúp cho em già như vậy thì em đâu bị mất vai diễn đâu. Trời ơi, cái vai diễn đâu có ba câu thoại à, bỏ không có tiếc nha. Tiếc sao không tiếc được. Giờ mới 27 tuổi mà mặt đã già vậy, 10 năm nữa chắc tưởng 72. Chị em bệnh làm sao á? Khóc hoài. Sao cái già nó cứ đi trước cái tuổi hoài vậy? Nè, thôi đừng có khóc nữa. Cách để trả liền thì anh không có, nhưng mà cách để ngăn ngừa lão quá thì anh có đó. Anh sẽ nấu cho tụi em một món, đó là gỏi quýt trộn với lại thịt heo rừng. Chịu không? Tiếp ơi, My hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của My đây, ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. My không thể thiếu Dr. Thành không đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn giữ dáng. Ngọc vẫn còn đau buồn cái vụ mà bị mất vai người yêu cũ của năm 9 á. Nên là hôm nay em sẽ là phụ tá đắc lực của anh. Được không đó? Được chứ. Lấy giùm anh một ít quýt đường. Quýt đường hả? Rồi. Mấy trái anh? 4-5 trái. 4-5 trái. Rồi lấy hết luôn. Rồi. Để đây à. Quýt này bị chín. Mình lấy quýt chín hay quýt không chín? Quýt còn sống. Còn sống rồi. Okay. Thanh có biết quýt đường ở đâu không? Nè, nhắc là nhớ nè. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay. Rồi, thu luôn. Ở cái bè, Tiền Giang. À, em giỏi văn chứ địa lý thì em không có giỏi lắm. Thôi để em lột quýt cho anh nha. Đúng rồi. Mà anh Nhân, em hỏi nè, anh thấy em có già không? Không có. Lột quýt giùm anh đi. Anh nhìn kỹ đi. Nhìn em đi. Nhìn cái gì? Em có già không? Anh thấy em đúng tuổi rồi. Đúng tuổi vậy là già rồi chứ gì? Tức là em mới nói là em trẻ hơn tuổi của em mới đúng chứ. Bây giờ món ngày hôm nay á là món quýt đường trộn với thịt heo rừng. Trời ơi, ngon quá vậy. Rồi mình làm thế ơi. Cái này lột ra nhớ phải bỏ riêng ra nha. Vậy hả? Mà em có biết rằng là với cái phần mà quýt này đó, nó sẽ giúp cho cái chuyện mà chống lão hóa rất là tốt. Cái tinh dầu quýt này chống lão hóa rất tốt. Trái quýt. Trái quýt luôn hả? Trái quýt, bơ cũng có thể giúp mình đó. Bơ nữa. Thôi biết hai trái thôi. Không. Trời ơi, nè xạo nè, xạo nè, xạo nè, không biết nè, không biết nè, giả bộ nói người ta vậy phải không? Cái phần quýt này nè Thanh, tách nó ra. Rồi, ở trong mình nó có cái hạt á, thì em muốn lấy nó ra, em cắt thành đôi. Nha, lấy cái hạt ra cho. Rồi. Mình cho cái cam thảo vô nè. Tí muối. Cam thảo bỏ vô làm gì anh? Cam thảo bỏ vô nó sẽ ngọt nước hơn. Cái quế khâu này nè, anh bỏ vô. Thịt heo rừng thì mình mua ở đâu được? Thường á, anh hay mua ở chỗ đường Phạm Vĩ Chánh á. Cái này em luộc nhớ đậy nắp lại nha Thanh. Xả nè, cho vô đây, anh cho một tí muối nữa. Em thấy heo rừng á, nó hơi dai hơn so với lại heo rừng. Đúng rồi, mình phải luộc kỹ một chút. Cho nên mình phải đậy nắp. Bây giờ mình làm nước trộn gỏi. Món Nhân làm toàn món lạ không à. Lần đầu tiên mới thấy. Ủa, anh bỏ cái gì vô đó chứ giờ mật ong nước hả? Cốt cam. Nước cốt cam không? Ở dưới á. Cho cái gì? Mật ong đúng không? Con. Không phải. Nước mắm. Nước mắm với lại đường nấu. Ta gọi là hỗn hợp nước mắm đặc á. Mình cho một tí mật ong. Muối hả? Xíu muối. Mè nè Thanh. Bỏ lên tay cho. Không biết được chưa ta? Thấy là được rồi đó. Rất là được.
Cho một ít chanh vô giùm anh nữa nè. Mình chiên gừng. Gừng mà khi em chiên lên như vậy nó rất là thơm. Và nó giúp cho cái gì em biết không? Tiêu hóa. Thường mình... không? Chính xác. Bách khoa toàn thư mà. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần heo rừng ra. Sao mình phải bỏ vô nước gì vậy? Nó sẽ giúp cho cái phần thịt nó nguội và nó săn lại. Mình ướp một cái hắt xì dầu. Mình sẽ áp chảo cái phần thịt heo rừng này. Nó chín rồi, nhưng mà thật ra thì anh cần cái màu nó đẹp hơn. Thơm quá anh ơi. Màu đẹp quá trời đẹp luôn á. Rồi để anh cắt nè. Cẩn thận nóng nha. Lấy cái nước trộn gỡ ra chả. Nóng quá hả? Xong mình làm gì tiếp ba? Bây giờ mình trộn thôi. Củ cải đường. Thôi cái nước chấm ngon quá à. Chua chua ngọt ngọt mà thêm mùi mè nữa. Bỏ ra cho anh khoảng 6 cái. 6 cái thôi hả? Đó, 6 miếng. Là gỏi quá hả? Trộn miếng. Chua quá. Như quýt chua chua, chua đúng không? Đúng rồi. Cái tỏi nè, tách ra cho anh. Tách ra hả? Ừ. Rồi em chỉ cần 2 củ tỏi thôi. À. Cái này cái phần tam thảo anh đặt lên trên. Trời ơi. Bây giờ em cầm cái này lên trên bàn đi. Rồi anh đi cầm cái sốt lên sau. Được rồi, chưa? Ok. Xong rồi phải không? Rồi hai bé kia. Rồi. Đi trước anh đi sau. Ngon quá. Ăn món này vào sẽ giúp cho em bước già và nhận được nhiều vai diễn trẻ trung đúng không anh Nhân? Ăn món này vô là em sẽ đẹp tuyệt trần cả lão hoàng đồng phải không anh Nhân? Món ăn đâu phải là thần dược. Món này là ngăn ngừa lão hóa. Có nghĩa là ngăn ngừa chứ không phải trị. Em hiểu rồi, ý anh Nhân là ăn món này vô sẽ không trẻ ra nhưng mà sẽ không già đi nữa đúng không? Ăn thôi mọi người, tuyệt vời, tuyệt vời. Ăn không bổ bì dọc thì sẽ bổ bì ngang. Chấm nước sốt nè. Ăn với quýt nữa nè. Ngon quá. Ngọc hay sao Ngọc? Chấm nước tương là chưa để mang cái đã hết. Quýt là cái quan trọng nhất để ngăn ngừa việc lão hóa đó. Thế hả? Vị ngọt thanh của quýt ăn chung với thịt này ngon gì đâu á. Tụi em thấy ăn thịt heo rừng nó có khác gì không? Nó không thật ra bình thường. Ừ. Cái da của nó giòn 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 hơn. Cứng hơn, dai hơn. Có thấy ngọt hơn không? Thơm hơn, ngọt hơn. Ừ. Có cam thảo trong đó. Ồ. Thôi anh, bây giờ không có bà Nhi đây, em ăn hết phần của bà Nhi. Tại bà Nhi bà già là bà ăn cỡ nào cũng không trẻ ra nổi đâu để em ăn. Cái gì vậy? Bà về lúc nào vậy? Tôi về lúc nào thì kệ của tôi. Tôi về đúng lúc mà bà nói là ăn hết phần của tôi đó Thanh. Ờ thì tôi nói vậy thôi chứ anh Nhân nói nhiều quá anh Nhân. Bà ăn rồi ăn đi. Thì đó bà cứ ăn đi, bà ăn cho nhiều vô. Cho nên á là người yêu của bà bỏ bà, quen người yêu mới ha. Trẻ hơn, đẹp hơn, ăn ít hơn bà đó. Ủa? Mà làm như mình núp dưới giường của người ta, bà nói như đúng rồi. Tôi không có núp dưới giường của người ta mà tôi có kết bạn Facebook với người ta. Trời ơi. Đây, cập nhật mới nhất, status. Đây, nhìn đi. Cảm ơn em, tình yêu mới đến bên đời anh. Đẹp hơn, trẻ hơn và ăn ít hơn. Ôi, thơm quá nè, ủa sao? Thơm quá. Nè nè nè, thịt heo rừng nha, thịt heo rừng nè, nè nè, đó nè. Ăn nè. Ngon quá anh Nhân ơi. Ngon quá. Trời ơi, em về kìm lúc ghê còn có miếng thịt nữa. Về chảy 5 phút không cần miếng thịt nào. Vô mọi người ơi. 2, 3, vô. Sao bạn quýt để đây nè? Phải ăn thôi. Thôi nhưng mà tôi cũng ăn ít thôi chứ ăn nhiều quá sợ mập. Sao có ăn đi cho trẻ nè.
Bà có ăn cái này cũng trẻ nổi luôn nè. Thơm quá. Nè. Cảm ơn nha. Là bà ói quá. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Người em yêu nhất, làm em ngây ngất, là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, thành vương quốc ngập tràn là nhan sắc. Về nhà và nấu